Hà Nội có một đêm Noel khác thường. Hà Nội hiếm khi có một đêm Noel trầm lắng, không xảy ra tình trạng đông đúc và tắc đường. Đây là hệ quả của dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành và có dấu hiệu bùng phát làn sóng dịch mới. Ghi nhận tại các tuyến phố trung tâm thủ đô, đêm Noel 24 tháng 12, lượng người thưa vắng, không có tắc đường tại các điểm nóng như khu vực quanh hồ Gươm hay các phố nhỏ dẫn về nhà thờ lớn. Một lượng lớn người chọn giải pháp đón Noel 2021 tại gia, một số ít vẫn ra đường trong đêm Giáng sinh, nhưng rè rạt trong giao tiếp và khẩu trang an toàn. Tại một trung tâm thương mại ven Hồ Gươm, giới trẻ đổ về khá đông, nhưng giữ khoảng cách khá an toàn. Những ông già Noel khác biệt nhưng đặc trưng của mùa dịch luôn gắn liền với chiếc khẩu trang. Khoảng 2 tuần trở lại đây, dưới COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại trên thế giới với biến chủng mới Omicron. Trong nước, thống kê trong ngày 24 tháng 12 có thêm 1.834 F0 mới ở Hà Nội. Các nhà thờ ở Hà Nội vẫn mở cửa đón các giáo dân đến làm lễ, nhưng có lực lượng chức năng và hàng rào phong tỏa từ xa, hạn chế việc tập trung quá đông đúc. Năm nay, nhà thờ Hàm Long tổ chức lễ Noel trực tuyến, sự vắng vẻ hiếm khi xảy ra tại đây trong đêm Noel. Các nhà thờ vẫn trang trí đèn màu và nhiều chi tiết màu sắc, đón lễ Giáng sinh, song đều có cảnh báo và hạn chế tập trung đông người. Lực lượng chức năng hướng dẫn giải tỏa bớt tình trạng đông đúc tại khu vực nhà thờ Hàm Long. Nhà thờ cửa Bắc chỉ có người có giấy mời được vào bên trong, Phía ngoài vẫn mở cửa đón khách đi chơi đêm Noel. Trong khi đó nhiều lượt xe cảnh sát tuần tra, cảnh báo tập trung quá đông và đảm bảo an ninh quanh nhà thờ. Nhà thờ năm nay không có sân khấu ngoài trời, không tổ chức văn nghệ ngoài sân lớn, và dịp Noel các năm trước nhà thờ cửa Bắc là một địa điểm thu hút rất đông người dân. Đến dự lễ đón Giáng sinh và đêm 24 tháng 12, Hà Nội đã có một đêm Giáng sinh thật khác thường và sự vắng vẻ hiếm thấy.